Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, kết thúc ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử đã tuyên bản án cuối cùng dành cho 86 bị cáo. Bên cạnh bị cáo Trương Mỹ Lan, lãnh mức án cao nhất là tử hình, một trong những người nhận hình phạt cao thứ hai là bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước. Bà Nhàn bị tuyên án trung thân về tội nhận hối lộ cựu cục trưởng ngân hàng nhà nước Đỗ Thị Nhàn lãnh án trung thân. Chiều ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra, án tù trung thân về tội nhận hối lộ, buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ, Hội đồng xét xử xét thấy đây là tiền bị cáo Trương Mỹ Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã lợi dụng chức vụ là trưởng đoàn thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn hai lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan để trao đổi kết quả thanh tra bị cáo Nhàn đã tổng cộng 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn với số tiền 5,2 triệu USD. Lời khai của các cá nhân liên quan, tài liệu, chứng cứ đều phù hợp về thời gian, số lượng và địa điểm giao nhận tiền. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chủ trì dự thảo kết luận thanh tra theo hướng không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý hành vi không đưa ra các kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển cơ quan điều tra xử lý là phương thức để bị cáo nhàn nhận số tiền 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan. Bản thân bị cáo là trưởng đoàn thanh tra, lẽ ra khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý và báo cáo người ra quyết định thanh tra để xử lý theo quy định, nhưng bị cáo lại đề xuất ưu tiên xử lý theo giải pháp kinh tế hành vi nhận tiền của bị cáo nhàn có mối quan hệ nhân quả với những báo cáo không trung thực, bao che sai phạm của bị cáo này. 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỷ đồng, là một con số lớn không tưởng, đưa cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn trở thành cán bộ nhận hối lộ số tiền lớn nhất từ trước đến nay. Trong phiên tòa chiều mùng 2 tháng 4 trước đó, bà Nhàn từng có lời tự bào chữa về việc nhận 3 thùng xốp đựng tiền của cựu Tổng Giám đốc SCB rằng khi mối quan hệ tốt lên, việc văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời. Thân với cựu lãnh đạo SCB từ 2009, bà Đỗ Thị Nhàn nói, việc tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Từ bào chữa bổ sung tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, bị cáo quen với Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB từ năm 2009. Thời điểm đó, Văn đang làm trong tập đoàn lớn tại Việt Nam và hỗ trợ cho cán bộ, cơ quan bị cáo. Văn cũng thường hay tặng quà cho bị cáo và bị cáo cũng có tặng lại cho Văn. Bị cáo nhàn nói, khi mối quan hệ tốt lên, việc Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ thường tình của cuộc đời. Chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật Thủ. Trong vụ việc này, bị cáo nhàn cho rằng do tin tưởng Văn, nên mới cho văn mã số khóa nhà, không biết trước việc văn mang tiền đến. Và nhiều lần bị cáo gọi cho văn để yêu cầu mang tiền về thì văn đều tìm cách từ chối và không qua lấy. Từ đó bị cáo mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra. Quá trình thanh tra, bị cáo nhàn đã nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua võ tấn Hoàng Văn với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để bưng biết sai phạm của SCB. Hành vi của Đỗ Thịnh Nhàn bị khép vào tội nhận hối lộ và bị viện kiểm sát đề nghị phạt tù trung thân. Bao chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cho rằng mức hình phạt từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo là nghiêm khắc mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò tính chất hành vi của bị cáo trong vụ việc này. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan chuyển 1.350 tỷ đồng cho Vân để khắc phục thiệt hại. Vừa qua, chồng của bị cáo Huệ Vân cũng đã nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Tự bào chữa, bị cáo Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của mình. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo nhận biết được hành vi của mình gây ra, mong tòa xem xét mức án nhẹ hơn khi lượng hình. Trong vụ án này, bị cáo Vân bị cáo buộc giúp sức đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại số nợ lại phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Trong phần bào chữa bổ sung, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tấn trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, cho biết bị cáo cùng gia đình đã và đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ án. Tính toán sơ bộ, bị cáo trước và gia đình đã khắc phục khoảng gần 2.300 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ thiệt hại, còn dư khoảng 500 tỷ đồng. Với bốn bất động sản của bị cáo có giá trị cao đang bị kê biên, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét đình chỉ kê biên với số bất động sản này vì bị cáo đã khắc phục được thiệt hại. Ngoài ra, luật sư cũng mong hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo tự nguyện hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận trước đó. Từ đây, luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo cho biết mình chỉ là đối tác bình thường của bị cáo Lan và chỉ mong muốn làm tốt các dự án đang bị nợ xấu để giúp tái cơ cấu ngân hàng SCB. Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn muốn khắc phục hậu quả và mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét vì bị cáo hoàn toàn tin tưởng, chủ quan và không cố ý giúp sức bị cáo Lan trong việc mua dự án để rút tiền của SCB. Theo cáo buộc, Dương Tấn Trước đã thỏa thuận thống nhất với bị cáo Lan sử dụng các pháp nhân nhóm công ty Tường Việt tạo lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của ngân hàng SCB. Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Bị cáo trước bị viện kiểm sát đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Trong phiên luận tội, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ. 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Khi được nói lời sau cùng, từ bà Trương Mỹ Lan cho tới các bị cáo trong vụ án, đều dành lời đầu tiên để cảm ơn các cơ quan điều tra, công an, viện kiểm sát, hội đồng xét xử, trại tạm giam, các cán bộ dẫn giải, lực lượng y tế, luật sư. Họ biết ơn vì những đơn vị cá nhân này đã tạo điều kiện chăm sóc tinh thần, hỗ trợ động viên suốt những tháng ngày trong trại tạm giam cho đến những ngày diễn ra phiên tòa bên cạnh những lời cảm ơn tha thiết nhiều lời xin lỗi cũng đã được thốt ra tất cả bị cáo đều cảm thấy hối tiếc ân hận về hành vi mình thực hiện đó là lời cảnh tỉnh là bài học cho không chỉ các bị cáo có mặt tại phiên tòa mà còn cho rất nhiều người rằng hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cho dù có muộn với mong muốn được hội đồng xét xử xem xét để có những bản án khoan hồng để các bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội. Các bị cáo đều đưa ra những hoàn cảnh cá nhân đặc biệt của mình nhằm mong nhận được sự cảm thông của hội đồng xét xử. Đối với những bị cáo chủ chốt của vụ án như Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, Đỗ Thị Nhàn, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Cao Chí đều đưa ra những lý lẽ biện hộ cho bản thân trong phần phát biểu lời nói sau cùng với bị cáo Trương Mỹ Lan trong lời nói sau cùng, bị cáo nói trong nước mắt suốt 45 phút. Nữ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên tục bật khóc và cho rằng bản thân luôn dây dứt tự hỏi vì sao lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Bị cáo nói rất hối hận khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Bị cáo nói trong nghẹn ngào, không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, Tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình tivi để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi, tôi tan nát cả cõi lòng. Bị cáo Lan bày tỏ mong hội đồng xét xử xem xét lại bà không phải là người gây ra hậu quả của vụ án và không thể quy chụp một mình bà phải chịu trách nhiệm trong việc tái cơ cấu SCB không thành công. Theo trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, khi tái cơ cấu SCB với tư cách là cổ đông lớn, bà đã leo lái SCB thành ngân hàng lớn chỉ sau 4 ngân hàng của nhà nước mà không có sự hỗ trợ nào từ ngân hàng nhà nước. Bị cáo đã dốc hết tiền bạc tâm sức cho SCB. Việc tái cơ cấu SCB không thành công không phải là do bị cáo làm dở. Được nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nói, Suốt 18 tháng qua, bị cáo đã học được vô số bài học quý giá và nhận thức sâu sắc những giá trị của cuộc sống, nhất là tinh thần thượng tôn pháp luật. Bị cáo mong hội đồng xét xử mở lòng khoan dung để xem xét tất cả những hành vi, bối cảnh, phẩm chất của tất cả các bị cáo, đặc biệt là những người phụ thuộc nghe theo lệnh của cấp trên. Bình tĩnh khi nói lời sau cùng, nhưng có lúc giọng bị cáo Chu Lập Cơ ngắt quãng khi nói về vợ mình là bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo chu lập cơ mong hội đồng xét xử xem xét mức án đối với ông ông chu nói bị cáo nói dù rất bình tĩnh nhưng cũng không thể tưởng tượng được những hậu quả đã xảy ra đối với gia đình bị cáo cảm giác xót xa khiến bị cáo khó tha thứ cho mình nếu ngày đó sát cánh cùng vợ hiểu sâu những rủi ro thì bị cáo đã can ngăn vợ không tham gia lĩnh vực ngân hàng bị cáo cũng bày tỏ tôi hứa sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả vụ án còn với cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát Đỗ Thị Nhàn, bị cáo này vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình. Sau sự việc này, bị cáo nhận ra một điều là hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Suốt 10 phút trình bày, bị cáo Nhàn nói trong nước mắt. Bà Nhàn nói đã có 35 năm công tác trong ngành ngân hàng, 24 năm gắn bó với công việc. Dù ở vị trí nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, được tặng nhiều bằng khen. Nhưng chỉ vì phút sai lầm hèn nhát, Bà nói đã phải trả giá đất và đánh mất tất cả. Bị cáo xấu hổ với sự hy sinh xương máu của gia đình bị cáo, gia đình chồng bị cáo với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến chính phủ, lãnh đạo ngân hàng đã tặng thưởng huân chương bằng khen cho bị cáo trong suốt thời gian cống hiến cho ngành ngân hàng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, xúc động cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử đã thấu hiểu, khoan dung độ lượng cho bị cáo bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến đảng, chính phủ, ngân hàng nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát, kiểm toán nhà nước, ủy ban giám sát tài chính quốc gia. bị cáo đã thấy được sai phạm của mình khi là người ra quyết định thanh tra. những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến các cơ quan. nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết đứng ở phiên tòa và nói lời sau cùng ngay lúc này với tâm trạng nặng nề do hành vi sai phạm của mình gây ra không có ngôn từ nào diễn tả hết được sự dây dứt của các bị cáo. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình, người thân và anh chị em cộng sự. Khi nói lời sau cùng, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng đã nhận thức sâu sắc về nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cũng như những hậu quả mà mình đã phải trả giá bằng sự tự do của bản thân, phải xa gia đình, xa con nhỏ mới 15 tháng tuổi chưa được gặp mặt. Bị cáo gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả những người đang làm ăn kinh doanh, lấy trường hợp của bị cáo là bài học. Thưa quý vị, nhìn những con số siêu khủng về số tiền bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt của SCB. Số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để Trương Mỹ Lan rút ruột. Số tiền hối lộ quan chức, số bị hại đầu tư mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát, số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan. Đủ thấy, đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất bị cáo khai lại họ và tên dạ thưa trương mỹ lan ạ à. ngoài tên trương mỹ lan là bị cáo tên nào khác không dạ thưa không ạ à. bị cáo uh, ngày tháng năm sinh của bị cáo dạ 13 tháng 10 1956 sinh ngày 13 tháng 10 dạ 1956 sinh ra tại đâu dạ sinh ra tại đâu dạ thưa tại thành phố hồ chí minh ạ à. nơi đăng ký uh, thường trú bị cáo nơi đăng ký hộ khẩu á uh. Dạ, thư tại số 57 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn biên cáo chỗ ở thì biên cáo ở đâu? Dạ, ở tầng 20, 127 đường Master. Căn hộ là bao nhiêu? Dạ, căn hộ. Căn hộ số bao nhiêu? Căn hộ là tầng 20, tất cả tầng. 20 y đúng không? Dạ, 20 y. 127 Master, phường Võ Thị Sáu, quận 3, tỉnh Quân Minh. Dạ, dạ. Thế về trình độ nó bị học bị cáo học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12 ạ. À. 12. Dạ. Khi trước khi thực hiện mình đi học tội bị cáo là nghề gì? Dạ, thư là, là chủ tịch tập đoàn Bản Thành Pháp ạ. À. Bị cáo uh, quốc tịch. Dạ, quốc tịch Việt Nam ạ. À. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa ạ. À? Cha tên gì? Dạ, thư Trương Văn ạ. À. Trương Văn mẹ tên gì? Dạ, thư Khai Yêu ạ. À cha mẹ còn sống không? Dạ thưa không ạ, à, mất hết rồi. À. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ thưa có ạ. À. Con chồng là ông Chu Lập Cơ là bị cáo dạ, chung vụ dạ, án đúng không? Dạ, mấy con? Dạ thưa hai con ạ. À. Con lớn sinh năm bao nhiêu và con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ thưa con lớn sinh năm 1994, con nhỏ 1, 1995 ạ. Bị cáo có tiền án về sự gì chưa? Dạ thưa không có ạ. À. Trong vụ án này bị cáo bị phát ra ngày nào? Dạ, bị bắt ngày 6 tháng 10, 2022 ạ à? Ngày 6 hay ngày 8? Bị bắt đêm ngày 8 không à. dạ, kính thưa, bị bắt 8 giờ rưỡi đêm ngày 6 Tại ngoài đường ạ à? Nhưng mà thực hiện tố tụng thì vào ngày 8 tháng 10, đúng không? Nó 1922. Dạ, để ngày nghị viện sát kiểm tra ở chỗ này dạ. Theo cáo trạng thì ngày 8 tháng 10, bị cáo cho là ngày đêm ngày 6 Dạ, bị bắt tháng 10 tháng 1922. 9 Dạ Đề nghị viện sát kiểm tra lại ngày bắt của mình Trước khi ra tòa bị cáo nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định đưa hoãn án xét xử chưa? Dạ thưa có. Nhận được quyết định của tòa án thành phố bên cách đây bao nhiêu ngày rồi. Thành phố rồi? Nhận được cái quyết định ấy, đưa hoãn án xét xử cách bao nhiêu ngày? Đến đây, trước khi đến đây xin lỗi nhé, là khoảng hai tuần à? Khoảng hai tuần. Dạ. Bị cáo đã trốn này. Dạ, dạ. Xin cảm ơn ạ. Những con số khổng lồ về Vạn Thịnh Phát chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại khoảng 13,2 tỷ USD, sô đổ mọi kỷ lục về tham ô tham nhũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay. Thông qua ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột 1 triệu 066 nghìn tỷ đồng, sau đó thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn thịnh phát, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giúp Trương Mỹ Lan lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng lãi phát sinh 129.372 tỷ đồng là tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Tiếp tay góp phần cho Trương Mỹ Lan tham ô là 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Trong đó phải kể đến Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 118 tỷ đồng để bao che, bưng bít cho những sai phạm của Tập đoàn Tội phạm Vạn Thịnh Phát và bà trùm mafia Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra, kiểm tra Ngân hàng SCB. Số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan gồm 589 tỷ và 15 triệu USD, 43 tài khoản ngân hàng, tương đương gần 2.100 tỷ đồng, 789 tỷ trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Gương, 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan, một du thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà Lan tại các công ty có liên quan. Nhìn vào số tài khoản khủng đó đủ để thấy mức độ giàu có của bà Lan ra sao. Và để có được số tài sản đồ sộ đó, bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có sỏi của người đàn bà thủ đoạn này. Thủ đoạn lũng đoạn tinh vi Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn. Vì từ khi sắp nhập năm 2012 đến nay, bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85 đến 91,5%. Số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi. Từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tiến dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thương trú tại Hồng Kông, chồng bà Lan. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.000 tỷ đồng. Các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB được bà Mỹ Lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ 15 đến 40 triệu đồng một năm. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ. Do đó, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty Times Square Việt Nam, nội dung tiếp tục dùng tài sản của dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB. Với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cánh tay trái đắc lực giúp sức cho Trương Mỹ Lan chính là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, vợ ca sĩ Thanh Bùi, cháu ruột của Trương Mỹ Lan. Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2022, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng giúp sức cho Trường Mỹ Lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng SCB, gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, tại Chiêu Trung, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng SCB. Đây là những người Lan tin tưởng, thân tín, có trình độ và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, được Lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của Lan. Các hồ sơ chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Để thực hiện được hành vi rút chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên của 5 công ty thẩm định giá gồm công ty Tầm nhìn mới, công ty MHD, công ty Thiên Phú, công ty SGM và công ty DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Nhận qua để bao che. Tuy nhiên, giúp cho SCB thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt để của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng vụ 1, sau này là cục 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra ngân hàng SCB. Quá trình thanh tra phát hiện nhiều chỉ tiêu phản ánh thực trạng SCB rất xấu. Hệ số an toàn, nợ xấu, tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại SCB hơn 112.800 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước, nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lan và ngân hàng này. Trong đó nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là trưởng đoàn thanh tra, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan. Lãnh đạo ngân hàng SCB và 4 lần nhận hối lộ, tổng cộng 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Tuy nhiên, dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt, lọc lõi đến đâu, nhưng lưới trời lồng lộng, Trương Mỹ Lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Bản thân bà Lan cũng đã bị đối tác là đại gia Nguyễn Cao Chí chủ tịch tập đoàn Capella lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỷ đồng. Ông Trí và bà Lan bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty. Ông Trí đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án. Tuy nhiên, các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.